Rồi xin chào anh em đang quay trở lại với kênh YouTube của Hồng Đức Tông nha. Hôm nay mình tiếp tục giới thiệu anh em một mẫu xe nhỏ được chào bán ở MT Motorcycle. Đó chính là Suzuki GD110. Giới thiệu với anh em một chút nha. Xe này là đăng ký lần đầu là 2019 nha anh em, một đời chủ nha. Xe còn rất là mới keng luôn. Xe một đời chủ 2019, biển Sài Gòn, biển số quận nhất. Đó, biển quận nhất dễ nhớ, dễ nhìn. Máy móc thì như vậy, xe thì còn bóng láng luôn nha anh em. Đó. Thì con Suzuki GD này về cái độ bền của máy á, thì nó là chùm, nó là trâu bò rồi. Anh em mà chạy xe này thì biết ha, nhiều anh em đã từng xách con xe này chạy Bắc Nam, thậm chí có những cung Tây Bắc Đông Bắc mà anh em vẫn chạy phà phà. Đó. Đừng có nghĩ nó 110 là nó yếu nha anh em, nó rất là cừ đấy. Rồi con này. Anh em mua xe bên mình được bảo hành mấy 3 tháng nha. Mình có hỗ trợ quay đầu cho anh em lên đời, hoặc là chơi chán anh em muốn bán thì cứ quay đầu lại bên mình ha. Đó, bên mình có thay nhớt và bảo trì lần đầu miễn phí cho anh em. Có hỗ trợ rút hồ sơ gốc cho anh em sang tên về tỉnh nha. Xe này đang biển số thành phố Hồ Chí Minh, biển quận nhất nha. Đó, mình có hỗ trợ ship xe và giao xe tận nơi cho anh em khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Đây. Anh em nào quan tâm cái dòng xe này thì mình nhớ ghé cửa hàng bên Hồng ha, địa chỉ là 27 Nguyễn Du, phường 7 Gò Vấp nha anh em. Và anh em có thể móc trực tiếp vào fanpage MT Motorcycle, hoặc là anh em có thể gọi trực tiếp cho số hotline bên mình ha, 0868 966 377 nha anh em. 0868 966 377, hoặc anh em có thể gọi trực tiếp cho số hotline. Số hotline thì Hồng vừa mới đọc thành nhầm. Số cá nhân của Hồng ha, số 0889 8686 337 nha anh em. 0898686337, số có cá nhân của Hồng có sử dụng Zalo nha, anh em inbox Zalo cũng được nha. Rồi. Hoàng Lâm, cảm ơn anh em đã xem cái clip của mình nha. Anh em nào muốn nhanh gọn thì có thể ghé trực tiếp cửa hàng, địa chỉ là tại 27 Nguyễn Du, phường 7 Gò Vấp để xem xe nha. Một con xe rất là ken bóng láng. Đó, biển quận nhất 59T2. Ngoài con này ra thì mình vẫn còn một con 2019 rất là ken luôn, màu xanh dương. Đó, biển số tỉnh 62 Long An. Đó. Rồi, anh em nào kết dòng xe này thì nhớ ghé bên mình nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại anh em vào những cái clip sau. Mình sẽ quay về những chiếc xe chào bán MT Motorcycle nhiều hơn ha. Tại vì cái dòng Suzuki GD này cũng không có gì để mình giới thiệu nhiều. Đó, và anh em có nhu cầu mua bán những các dòng xe classic như Rutan, Yamaha IB rồi các kiểu, anh em có thể ghé trao đổi mua bán với bên mình nha. Một lần nữa cảm ơn anh em rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip sau.